phê đâu. Dạ chưa con. Vậy là con thử cà phê đây đi. Con thử chưa? Thì bữa giờ con học cà phê đây cô. Nhưng điều con có định hướng, có ai chào hàng con lấy cà phê gì đó, con định hướng chưa? Dạ có chào mà cô chú quyết định. Vậy hả? Dạ. Có chào chưa quyết định không? Cà phê ở chỗ đại học Tây Đô này là không có ham rẻ được nha. Thứ nhất là không có lấy cà phê mà lẫn tạp chất. Dạ. Nè. Với lại cà phê nó đậm đen cũng không được nữa. Tại vì đậm đen là phải hút ở trong phong điền, hút sâu xuống dưới á. Còn trên này là lấy giùm cho cô cái cà phê nâu cánh gián. Bây giờ mình cứ thử loại cà phê 120 ở đây với 130 ở đây. Thí dụ như cái loại 130 mà em lấy lần từ 5kg cô vẫn để 120 nha. Bây giờ cô tạm lên cho em đi rồi. Dạ. Nữa ví dụ như mình không có phù hợp thì mình lấy ra. Dạ. Bỏ ra cái này là chỉ tạm lên để hướng dẫn mình định hướng được cái nguyên liệu của mình đó. Dạ. Là bao nhiêu để bao nhiêu tiền mình có cái sự chuẩn bị ha. Cà phê hạt cô bớt cho học viên cái loại 130, cô sẽ tính 120 nha. Dạ. Thì tối thiểu là 5kg nè. Bây giờ cà phê sữa dừa. Sữa dừa thì em cần cái gì? Cốt dừa. Cốt dừa. Chính xác. Tập cho lên, đặng biết đường đi mua nguyên liệu. Cầm mấy đâu với cô thích là cốt dừa nè. Cầm cái cốt dừa này thì một gói của mình có lớn á. Một gói nó lớn thì nó có 10 bịch nhỏ. Thì mình mua như vậy nó ngợi hơn. Giá tiện như thì chút xíu nữa ấy sao. Từ cà phê sữa dừa này á thì em cần sữa bạc hà. Thì em cần chai Sigo bạc hà. Thì chỗ cái phần Sigo này á cô sẽ điền. Cô kiểm tra đây có chai Sigo bạc hà nè. Cô làm cái dấu một cái đó. Đã là có nguyên liệu rồi. Bây giờ này ổn nè. Có cà phê nè. Cà phê bạc xỉu nè là có sữa đặc rồi nè. Rồi có bạc hà, Sigo bạc hà nè. Rồi có sữa tới sô-cô-la. Sô-cô-la thì mình cần cái bịch bột sô-cô-la nè. Bây giờ cái bột sô-cô-la nè ha. Thì mình phải đánh vô mình coi cái cần cái bịch bột sô-cô-la. Sô-cô-la. Mấy cái này không cần mua nhiều. Tại vì mua chừng bịch với hai thôi. Tại sô-cô-la thì lâu lâu mới có người uống, không có thường xuyên. Cho nên á con làm chừng, cô thấy chừng 2 bịch là được rồi. 60.000 một bịch. Rồi chút xíu nữa mình lấy cái này. Rồi ngoài cái sô-cô-la này thì cái sữa này nè, với bạc hà này nãy trên đó có. Dạ, sữa cà phê có cho nên mình không cần mua nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Sô-cô-la macchiato thì mình khoan hả, tính cái vụ phô macchiato này nó quen liên quan tới kem béo nè. Thì muốn làm được cái macchiato này thì phải có cái whipping cream, là cái kem cao đó. Thì đây là kem béo cao nè. À, cô cái này có dư nè, cô cắt lại nè. Đó. Từ từ con coi thấy hả? Cái nó hiện ra cái giá tiền của em để em có cái sự chuẩn bị. Hàng quán mà lấy những cái này á thì hai cái mà đạt được cái mức giá là khoảng 30 như thế này á thì cô sẽ sắp xếp cho xe hỗ trợ. Bây giờ trước cái ngày khai trương á là sẽ cần về cái vấn đề chuẩn bị dụng cụ nguyên liệu, sắp xếp cái quầy như thế nào, bố trí cho nó phù hợp. Thì nếu như bà mà em hai cái mà em cộng lại đạt cái 30 đó thì cô sẽ cử một giáo viên sẽ hỗ trợ em vào một buổi chiều trước khai trương. Là có nghĩa là chạy vô trong chỗ quán em sẽ coi và cùng em đồng hành với em để sắp xếp tổ chức cho nó ok. Rồi ở đây sẽ tổ chức cho các bạn đi khai trương vào cái buổi sáng đó, là thầy Phương sẽ hướng dẫn một số bạn để các bạn có thể tìm hiểu và có thể hỗ trợ em luôn. Cô sẽ chọn một số bạn mà học lâu đó để mấy bạn sẽ đứng quầy, mấy bạn phải phụ em.